Hôm nay là 6 giờ sáng ngày 29 tháng 9 âm lịch. Con đang chạy đến nhà một ngư dân. Họ đi lú bắt cá hồi 3 giờ khuya để phóng sanh cho đàn dược sư của thầy Trúc Phương. Bữa nay họ mang lên về tới nhà luôn. Anh Tèo ơi, đột nhập vô luôn. Cá phóng sanh. Còn sống không anh? Ít à, bữa nay ít à con ơi. Mà còn sống không cô? Đưa khẩn cấp cho em sao bữa nay mang lên bờ. Không gọi em dưới sông, 3 giờ em dậy rồi. Đâu rồi anh? Ở trong nè, không ở trong gieo từ năm mấy nè. Nè. Lửa chết đờ ra rồi. Còn sống hả cô? Còn. Dạ được một ít. Thôi em cảm ơn. Em đi ngay đây. Có mấy con để cầm có lấy cúm không? Dạ lấy luôn luôn đi cô. Trời ơi. Không gọi con dưới sông. Mang lên bờ làm chi vậy? Ủa có bạch tuộc luôn hả? Sao cô giống như là dựa vậy? Còn mấy con tôm to luôn hả? Mấy tôm to nó có còn sống còn chết. Tại vì cô một con nói con xuống không biết con có xuống không, cô đâu có lấy đâu. Trời ơi cô ơi, con nói là con xuống mà con gì vậy cô? Cúm. Cúm hay con ba khía vậy? Cúm có ba khía nè, bắt ba khía không? Là bắt cúm thôi rồi. Dạ lấy cúm lấy ba khía hết đi cô. Vậy thôi ai giúp con đem xuống đi. Rồi con đem nó xuống trước đi, lát cô đem xuống hả? Tôm gì vậy cô? Con này tôm sú á. Chưa có mấy con hả? Tôm sú hả? Cái này cô đem vô cô rộng thử cho nó sống không? Tôm sú với tôm chì hả? Ừ. Ok. Bà tuột nó nè. Lấy luôn đi. Chạy cứu luôn. Trong ngày này. Bây giờ cô xuống trước đi, chắc cô bắt cái này cô đem xuống nha. Nha. Cá gì vậy cô? Cá tầm dông, lịch củ. Cá tầm dông với lịch củ hả? Ừ. Lịch củ cũng là cá hả? Ừ. Lịch củ là con bự đó. Ừ, cá nhỏ là cá gì nha. Dạ. Vậy đem xuống cho con luôn nha. Cái này luôn á không? Đem hết luôn rồi. Rồi. Dạ, rồi. Ok con. Số này anh quy y cho em.